Anh ơi, thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh chưa anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Cổ rơ hết cả ra. Không ham ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới được. Sumi mua hàng rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng 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 cút ấy. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá. Em kho ba có Sumi là nó ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chỉ ăn mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả cả, cả bì. Nó cũng ăn cả bì. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng, mình sẽ cắt nhiều thịt lên nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ hôm kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hỏi rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm thôi. Cứ chuẩn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người mì tôm thơm nhỉ. Em phở phở cái gì vẫn liền ui rồi bà Thảo này, bà còn mang con bà đến đây nữa là trời chết mất. Thảo càng bé lắm ảnh thế này đến cái trung tâm gì ấy ghen gì Archimedes gì ấy. Ôi con bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng ngoan. Cổ mang con lại đến đây chung đâu bà hạnh bà mang đi đâu theo một cái này nữa sẽ mang đi đâu mang đi đâu ơi bà đi theo cái lớp học này này suốt ngày đi theo bê cả con bé con đi á. Ừ ôi sao nàng này máu thế suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ mê lắm em cũng nhận đâu nó khác chị trước lắm nó mê gì ạ cái khủng ấy nó mê lắm nó khác trước lắm nghe mê quá nó còn xem con, nó còn xem thể dục buổi sáng. Nó còn xem như em rồi xem cho nó còn xem mà nó học thì nó xem mà
gì em học thần du học đầy thì biết đấy, nó xem cho Minh Phương bao nhiêu Thảo Phương đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không, nó sẽ đọc lên cho anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh nhỏ yếu hơn hả? Ừ. Cổ rơ hết cả da. Cổ chết mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn da. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới được. Có sumi mới là rẻ, nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao con sumi là nó không ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, nghe ba chị ạ, mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả bì. Nó cũng ăn cả bì. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hỏi rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mà nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi giời ơi. Bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Yeah. Đúng không ạ? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu đây? Đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó.
nó khác trước lắm chị ạ. À. Mê ăn nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em rồi xem cho nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Chị học thần số, học đầy, chị biết. Nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh không? Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Ừ. Cổ rơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Ừ? Được mình luôn. Không hem ý. Nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới được. Con sumi có hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhá, em kho có bao, con sumi mình nó không ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chỉ ạ, mình cắt ra, mẹ bà cũng ăn hết cả bì. Nó cũng ăn cả bì ý. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn gì mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ con hoàn rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Yeah. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Bé nhỏ Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhỏ Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Yeah. Đúng ngoan. Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu?
Mang đi đâu ơi? Đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này này. Nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận lắm. Nó khác trước lắm gì ạ? Nó mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe không? Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ anh nhỉ? Nó học thần số, học đầy, chị biết. Nó học được. Ê, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo à, phía, đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh ơi, thế phải làm luôn. Anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh chiều anh không? Nhưng mà yếu đi đấy nhở. Trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn cổ rơ hết cả da. Mình nó như thế. Hử? Mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới được. Ở Sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhớ. Em kho bao có lần Sumi mình nhớ ăn thịt mỡ nhà nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ. Thế ba chỉ á mình cắt ra mẹ. Bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi đã kho từ hôm kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ lo nhất chỉ con hoàn rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chuẩn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa là trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bé lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi dồi ôi. Bà nhà đến hỏi đáng yêu giống nhau lắm.
Đấy là cái thảo đấy. Đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà mang đi đâu? Theo cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bà đi theo cái lớp học ở đấy. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm. Nó mê gì ạ? Cái củng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, rồi xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem nó học thần số, học đầy, biết. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Đọc cái số ngày sinh ra thôi, đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời em một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh không? Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Cổ rơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới Sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhớ. Em kho có bao, có Sumi mình nhớ ăn thịt mỡ nhờ nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ. Thế ba chị ạ, mình cắt ra mẹ. Bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Vì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ hôm kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Đúng rồi. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ lo nhất chỉ con hoạt rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà cái Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà cái Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu đây? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm. Nó mê kinh khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem con, nó còn xem thể dục buổi sáng. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem nó học thần số, học đầy biết. Nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Thảo Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh ơi thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Chiều anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Ừ. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Đắt mãi mới Sumi mua hàng rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao, coi Sumi là nhà kho ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị ạ, mình cắt ra, mẹ bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Đúng rồi. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hoàn rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm thôi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mà nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người mì tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà ấy còn mang con bà đến đây nữa là trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì, Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Yeah. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này móng thế? Suốt ngày cái này. Ừ, có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đâu. Nó khác trước lắm. Chị thấy nó mê cái củng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, nó xem cho nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem bé anh nhỉ, chị học thần số học đầy biết. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Thảo Phương. Đọc cái số ngày sinh thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Cổ dơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới có sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng 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 cút đi. Trứng cút kho thịt đi. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao con sumi mình ăn nó không ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị ạ mình cắt ra mà bà cũng ăn hết cả 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 bì, nó cũng ăn cả bì. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Vì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất thì con hỏi rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Gì ạ? Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà cái Thảo đáng yêu, giống nhau lắm. Bé nhà cái Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây trông. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu? Bỏ đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng nhảy máu thế? Suốt ngày cái này. Ừ, có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận lắm. Nó khác trước lắm gì ạ? Nó mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ này chị học thần số học đây chị biết. Nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Hử? Giật mình luôn. Không hem ý. Nó gầy, nó nhăn da. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới được. Con Sumi có rẻ, nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhớ. Em kho có bao, con Sumi là nó không ăn thịt mỡ nhà nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ. Thế ba chỉ á, mình cắt ra mẹ. Bà cũng ăn hết cả bì. Nó cũng ăn cả bì ý. Bây giờ nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Vì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hoạt rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Vấn liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà ấy mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện Thảo. Đang bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedy gì ấy. Ôi
bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà đi đâu? Theo một cái sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bỏ đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm gì ạ? Nó mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem con, nó còn xem thể dục buổi sáng. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Hử? Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem cái anh nhỉ, chị học thần số học đầy, chị biết. Nó học được. Ê, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Thảo Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Chào anh Ngọc. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Yếu hơn. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Được mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Đắc mãi mới Sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhá, em kho ba, có lần Sumi mình nó không ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ bắt nó không ăn mỡ, nghe ba chỉ á, mình cắt ra, mẹ bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Chị biết không, em cắt hết thịt với nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ con hoàn rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chuẩn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Đang bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
Bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này. Nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm. Nó mê kinh khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em rồi xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ trở thành anh nhỉ? Chị nó học thần số học đây, chị biết. Nó học được. Đấy nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Bao nhiêu? Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Chào anh không? Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Yếu hơn. Ừ. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Ừ? Được mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới được. Sumi mới hòa rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhớ. Em kho có bao con Sumi bây giờ nó không ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ cắt nó không ăn mỡ. Thế ba chị ạ, mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để 2 quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ hôm kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Đúng rồi. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ lo nhất chỉ con hoàn rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa hả trời? Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
Bé nhà đấy Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà đấy Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Yeah. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây trông. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bỏ đi theo cái lớp học này này. Ôi giời, suốt ngày theo bê cả con bé con đi á. Ừ. Ôi sao nàng này móng thế. Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm. Nó mê gì ạ? Cái củng ấy. Nó mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe à? Mê quá. Nó còn xem con, nó còn xem thể dục buổi sáng. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ trở nên anh chị nó học thần chú học đầy chị biết nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Phương, đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Chiều anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Ừ. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nó nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới Sumi mua hàng rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ấy. Trứng cút kho thịt ấy. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá. Em kho có bao con Sumi là nó không ăn thịt mỡ nhà nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ. Thế ba chị á mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả bì. Nó cũng ăn cả bì. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Nhưng nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ hôm kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Đúng rồi. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hoàn rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm thôi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mà nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người mì tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì, Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà đấy Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà đấy Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Yeah. Đúng ngoan. Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạn bà. Mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu ơi? Bỏ đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này. Ừ. Có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận lắm. Nó khác trước lắm. Chị thấy nó mê cái khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem như em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem bé học thần số, học đầy, chị biết. Ê, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Cổ dơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới có sumi mới là rẻ, nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút đi. Trứng cút kho thịt đi. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhá, em kho có bao có sumi là nó không ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị ạ, mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả 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 bì, nó cũng ăn cả bì. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi đã kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất thì con thỏ rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa hả trời? Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà cái Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà cái Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây trông. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu? Bỏ đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này. Ừ, có vẻ như là nó mê cái này nhỉ? Mê lắm. Em cũng nhận đâu. Nó khác trước lắm gì ạ? Cái thấy nó mê cái khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe. Mê quá. Nó còn xem con, nó còn xem thể dục buổi sáng. Nó còn xem cho em rồi xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Em tưởng em anh nhỉ? Chị học thần số học đây chị biết. Nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương bao nhiêu? Thảo Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh sẽ phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Cổ rơ hết cả da. Mình nó như thế. Hử? Mình luôn. Không hem ý, nó gầy nó nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới được. Con sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao con sumi mình nhà kho ăn thịt mỡ nhà nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chỉ á mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả bì. Nó cũng ăn cả bì ý. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Vì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ con hoàn rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Vấn liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà ấy mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Gì Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedy gì ấy. Ôi
bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Ba đứa ngoan. Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà đi đâu? Theo được cái sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu? Bà đi theo cái lớp học này này. Ôi giời, suốt ngày theo bê cả con bé con đi á. Ừ. Ôi sao nàng này máu thế. Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em không nhận đâu. Nó khác trước lắm gì ạ. Cái khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì em học thần số học đầy chị biết nó học được. Ê, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Mà đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh sẽ phải làm luôn, anh hợi muốn mời em một chén lắm rồi đấy. Anh chiều anh không? Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Cổ rơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý. Nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Đắt mãi mới được. Ở Sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhá. Em kho ba, có lần Sumi mình là kho ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ cắt nó không ăn mỡ. Thế ba chỉ ạ, mình cắt ra mẹ. Bà cũng ăn hết cả cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ con hoàn rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Vấn liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Đang bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
Bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà đi đâu? Sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bảo đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm. Chị thấy nó mê cái củng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, rồi xem cho ba. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ chờ mẹ này nhỉ? Nó học thần số học đây, biết nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Được mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Rắc mãi mới Sumi với Hà rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhớ. Em kho có bao, có Sumi là nó không ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ. Thế ba chị ạ, mình cắt ra mẹ. Bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Nó không ăn thịt, toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Vì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ hôm kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Đúng rồi. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ lo nhất chỉ con Hoàn Rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa rồi trời. Chết mất. Điện. Thảo. Đang bé lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà đấy Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà đấy Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Giống ngoan. Khổ mang con lại đến đây trông. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Ừ. Mang đi đâu anh? Bà đi theo cái lớp học ở này. Ôi giời, suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này móng thế? Suốt ngày cái này. Nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận lắm. Nó khác trước lắm. Chị thấy nó mê cái khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, rồi xem cho nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Em học thần số, học đầy, biết. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh ơi, thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Ừ. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Ừ? Được mình luôn. Không hem ý, nó gầy nó nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Đắt mãi mới Sumi mới hòa rẻ, nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhá, em kho có bao, coi Sumi bây giờ kho ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị ạ, mình cắt ra, mẹ bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho thứ kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hỏi rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm thôi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người mì tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này, bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Thích mắt. Điện. Thảo. Càng bé lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì, Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà đấy Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà đấy Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Yeah. Đúng ngoan. Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu ơi? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này móng thế? Suốt ngày cái này. Nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận lắm. Nó khác trước lắm. Chị thấy nó mê cái khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ học thần số, học đầy, chị biết. Ê, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Bao nhiêu? Phương. Đọc cái số ngày sinh cho thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Cổ dơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Đắt mãi mới có sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng 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 cút đi. Trứng cút kho thịt đi. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao con sumi mình ăn kho ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị ạ mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả 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 bì, nó cũng ăn cả bì. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hoàn rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Đang bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà cái Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây trông. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này. Ừ. Có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận lắm. Nó khác trước lắm gì ạ? Cái mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem con, nó còn xem thể dục buổi sáng. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ anh nhỉ, nó học thần số, học đầy, nó học được. Ê, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Chào anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Nhỏ yếu hơn. Cổ rơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới có sơ mi mua rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao có sơ mi mình không ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chỉ á mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả 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 bì, nó cũng ăn cả bì. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ con thỏ rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Vấn liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà ấy mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedy gì ấy. Ôi
bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu? Bỏ đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày theo bê cả con bé con đi á. Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm gì ạ? Nó mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem con, nó còn xem thể dục buổi sáng. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Hử? Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ trưởng anh học thần số học đầy thì biết. Nó học được. Ê, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Thảo Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh sẽ phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh không? Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Cổ rơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Giật mình luôn. Không ham ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới Sumi mua hàng rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhá, em kho có bao, có Sumi mình nhớ ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ bắt nó không ăn mỡ, thế ba chỉ á mình cắt ra mẹ, bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Chị biết không, em cắt hết thịt với nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hoàn rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chuẩn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Đang bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhỏ Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhỏ Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bỏ đi theo cái lớp học ở này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm. Nó mê kinh khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem nó còn xem cho em rồi xem cho nó còn xem mà nó học thì nó xem mà gì xem cái anh nhỉ, chị học thần số học đầy chị biết nó học được. Ê, nó xem cho Minh Phương Thảo Thảo Phương đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không, nó sẽ đọc lên cho anh là thế phải làm luôn. Anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Chiều anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Cổ rơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Rắc mãi mới Sumi mới là rẻ, nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhớ, em kho có bao, có Sumi là nó không ăn thịt mỡ nào nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị á, mình cắt ra, mẹ bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để 2 quả trứng thôi. Vì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30 một miếng thịt kia, 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi đã kho từ hôm kia. Nói chung là em bố nó chả ăn gì mà hai đứa nó ăn nhiều á. Đúng rồi. Hai nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hỏi rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa là trời. Chết mất. Điện. Thảo. Đang bé lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì, Archimedes gì ấy. Ôi
Bé nhà đấy Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà đấy Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà đi đâu? Theo một cái sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bà đi theo cái lớp học ở này. Ôi giời, suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này móng thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em không nhận đâu. Nó khác trước lắm. Nó mê gì ạ? Cái củng ấy. Nó mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ trở về này nhỉ? Đi học thần số học đầy biết. Nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Bao nhiêu? Thảo. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Được mình luôn. Không ham ý, nó gầy nó nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá Sumi mua hàng rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút đi. Trứng cút kho thịt đi. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá. Em kho có bao coi Sumi là nhà kho ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị á mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả bì. Nó cũng ăn cả bì. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hỏi rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm thôi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mà nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người mì tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà ấy mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Gì ạ? Thảo. Càng bé lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà đấy Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà đấy Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Yeah. Đúng ngoan. Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu ơi? Bỏ đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này. Nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đâu. Nó khác trước lắm gì ạ? Nó mê cái khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Em học thần số, học đầy, biết. Ê, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Bao nhiêu? Thì đọc cái số ngày sinh thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Cổ dơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Đắt mãi mới có sumi mới là rẻ, nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút đi. Trứng cút kho thịt đi. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhá, em kho có bao con sumi là nhà kho ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, nghe ba chị ạ, mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả 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 bì, nó cũng ăn cả bì. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất thì con thỏ rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà cái Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này. Ừ. Có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đâu. Nó khác trước thấy lắm gì ạ? Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem mẹ anh nhỉ, chị học thần số, học đầy, chị biết. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Đọc cái số ngày sinh thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế, phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Ừ. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Ừ? Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới có sumi mi mua rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao có sumi mi mình làm nhà kho ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, nghe ba chị ạ, mình cắt ra mẹ bà cũng ăn hết cả bì. Nó cũng ăn cả bì ý. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Vì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hỏi rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Vấn liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà ấy mang con bà đến đây nữa là trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà đi đâu? Theo đứa này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này. Nó có vẻ như là nó mê cái này nhỉ? Mê lắm. Em cũng nhận lắm. Nó khác trước lắm gì ạ? Kinh khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe. Mê quá. Nó còn xem con, nó còn xem thể dục buổi sáng. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Hử? Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem bé chờ mẹ này nhỉ? Chị học thần số học đầy chị biết. Nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. À, phía, đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Chào anh Ngọc. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Yếu hơn. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nó nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Đắt mãi mới Sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo ơi nhớ. Em kho bao, có lần Sumi bị nhờ kho ăn thịt mỡ nhờ nhá. Mình sợ cắt nó không ăn mỡ. Thế ba chỉ ạ, mình cắt ra mẹ. Bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Chị biết không, em cắt hết thịt với nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Vì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ con hoàn rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà ấy mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Đang đẹp lắm. Ảnh thế này không? Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì? Archimedes gì ấy. Ôi
Bé nhà Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà mang đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỉ? Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm. Nó mê cái khủng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, rồi xem cho ba. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Chị nó học thần số học đầy, chị biết. Nó học được. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Bao nhiêu? Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh không? Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Cổ rơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Được mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhanh ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới Sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt ý. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhớ. Em kho có bao, có Sumi mình nhớ ăn thịt mỡ nhạc nhá. Mình sợ cắt nó không ăn mỡ. Thế ba chị ạ, mình cắt ra mẹ. Bà cũng ăn hết cả bì ý. Nó cũng ăn cả bì ý. Bây giờ chị không ăn thịt, thịt ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Thì nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ hôm kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Đúng rồi. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ lo nhất chỉ con hoàn rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ chỗ bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi. Người bị tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bè lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì, Archimedes gì ấy. Ôi dồi ôi.
bé nhà đấy Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà đấy Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà Hạnh bà đi đâu? Theo một cái này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này móng thế? Suốt ngày cái này nó có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đó. Nó khác trước lắm. Chị thấy nó mê cái củng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, rồi xem cho ba. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Thảo Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh ơi, thế phải làm luôn. Anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Chào anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Ừ. Cổ rơ hết cả da. Cổ xét mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nó nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Gắt mãi mới Sumi mới là rẻ, nó có ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút ý. Trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao, có Sumi là nó không ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị ạ, mình cắt ra, mẹ bà cũng ăn hết cả bì. Nó cũng ăn cả bì ý. Nó không ăn thịt thì toàn ăn trứng. Chị biết không, em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hỏi rẻ, sợ lo nó mỗi lần nó ốm thôi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mà nữa lại ốm tiếp thì thôi. Người mì tôm thơm nhỉ? Em phở. Phở cái gì? Phở liền. Ui dồi. Bà Thảo này bà còn mang con bà đến đây nữa trời. Chết mất. Điện. Thảo. Càng bé lắm. Ảnh thế này. Đến cái trung tâm gì ấy. Ghen gì, Archimedes gì ấy. Ôi
bé nhà đấy Thảo đáng yêu giống nhau lắm. Bé nhà đấy Thảo ấy đáng yêu mà nó giống nhau. Yeah. Đúng không? Khổ mang con lại đến đây chung. Đâu? Bà hạnh bà. Mang đi đâu? Theo một này sẽ mang đi đâu? Mang đi đâu anh? Bà đi theo cái lớp học này này. Suốt ngày đi theo. Bê cả con bé con đi á? Ừ. Ôi sao nàng này máu thế? Suốt ngày cái này. Ừ. Có vẻ như là nó mê cái này nhỏ. Mê lắm. Em cũng nhận đâu. Nó khác trước lắm. Chị thấy nó mê cái củng ấy. Mê lắm, nó khác trước lắm. Nghe mê quá. Nó còn xem. Nó còn xem. Nó còn xem cho em, nó xem cho em. Nó còn xem mà. Nó học thì nó xem mà. Gì? Xem cái anh nhỉ, đi học thần số học đầy, đi biết. Đấy, nó xem cho Minh Phương. Bao nhiêu? Thảo. Bà Phương. Đọc cái số ngày sinh ra thôi đúng không? Nó sẽ đọc lên cho. Anh là thế phải làm luôn, anh hợi muốn mời anh một chén lắm rồi đấy. Anh trêu anh rồi. Nhưng mà yếu đi đấy nhở, trông người yếu nhở. Anh học yếu hơn hả? Cổ dơ hết cả da. Cổ xếp mình nó như thế. Giật mình luôn. Không hem ý, nó gầy nhăn ra. Chị bảo gầy một phát một tuần mà 5 cân thì nó quá nhiều ấy. Quá nhanh. Đắt mãi mới có sumi mua hạt rẻ nó có thể ăn trứng kho thịt lắm chị ạ. Trứng cút đi. Trứng cút kho thịt đi. Ừ, trứng cút kho thịt nó thích ăn. Eo anh nhá, em kho có bao có sumi là nó không ăn thịt mỡ nhá nhá. Mình sợ các nó không ăn mỡ, thế ba chị ạ mình cắt ra mà bà cũng ăn hết cả 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 bì, nó cũng ăn cả bì. Chị biết không? Em cắt hết thịt về nó, em chỉ để hai quả trứng thôi. Nhưng nó sẽ là đứng lên, nó sẽ là mẹ ơi là còn lấy con thêm trứng. Mình sẽ cắt nhiều thịt lên. Nó ăn trứng. Em 30. Một miếng thịt kia 30 trứng. Cuối cùng em với bố nó tôi là kho từ ông kia. Nói chung là em bố nó chả ăn nhiều mà hai đứa nó ăn nhiều á. Hai đứa nó ăn nhiều. Mẹ nó nhất chỉ còn hoàn rẻ sợ lo nó mỗi lần nó ốm rồi. Cứ trộn bị ốm xong được một tí lại tháng sau mang nước lại ốm tiếp thì thôi.